Trà Thảo Mộc, Dr. Thanh, thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài, hân hạnh đồng hành. Bây giờ chỉ còn một thí sinh cuối cùng thôi, và tôi tin chắc rằng anh ta đang rất là lo lắng. Và anh ta lại là người đến từ Hà Nội nữa, thành thử ra Thành hy vọng là quý vị khán giả ở đây, chúng ta là những người Sài Gòn hãy ủng hộ tinh thần tốt nhất cho bạn thí sinh tại Hà Nội để bạn ấy không cảm thấy chơi vơ được không ạ? Vâng, xin mời ông Thanh Vân. Lại hồi hộp. Mặc dù không thi, thực sự Trấn Thành nói rất là đúng. Điểm số của Tố Tố cũng như cái phần cân nặng mà Tố Tố đã đạt được á, phải nói là một thách thức không chỉ cho các bạn thí sinh còn lại mà cho tất cả mọi người, bởi vì thực sự chúng tôi không hiểu được là các bạn đã làm điều đó như thế nào. Cái anh chàng mà ngồi bên cạnh Ốc bây giờ, Vân cũng không hiểu là ảnh đã làm cái điều đó như thế nào. Bởi vì cái này Vân nghĩ không phải gọi là giảm cân, gọi giảm cân nó sai, nó phải gọi là biến hình, nó mới ra được cái hình dạng như thế này. Ồ, ngày hôm nay thấy cái bộ đồ mà hai bạn mặc nó quen quen. Rồi có cây bút, rồi có cả trái táo và trái thơm nữa. Nếu như mà Ốc đoán không lầm thì chắc đây là một cái bài hát dạo này nổi rần rần ở trên mạng xã hội, đúng không nào? Chúc các bạn đêm nay sẽ có một bài thi bùng nổ. Điểm giảm cân sẽ cao nhất và lấy được số điểm cao nhất từ ban giám khảo nhé. Cố lên nhé, Lộc Vượng mã số 03 cùng với Ngọc Anh. Mình đã phải xa con tận là 3 tháng rồi, mà hôm nay là ngày đầu tiên trở về nhà. Con gái mình dường như là không nhận nổi ra cái vẻ bề ngoài của mình nữa. Nhìn thấy con và gặp được một cái ánh nhìn rất là xa lạ. Khi mà mình bế con lên là con cứ đẩy ra như là gặp một người lạ luôn. Sau một thời gian rất là lâu thì con mới nhận được ra mình. Khi mà nhận được ra rồi thì là con lúc nào cũng quấn lấy mình ấy. Mình chỉ cần ôm vợ thôi là con cũng đẩy mẹ ra, nào cũng chỉ muốn ở gần bố nhiều hơn. Và mẹ mình là rất là lo cho cái sức khỏe của mình. Con thắc hẳn đi, con giảm cân như này, con có khỏe không? Cái lần trở về nhà này lại trùng hợp kỷ niệm 3 năm ngày cưới của mình với vợ. Đây sẽ là một cơ hội để mình bù đắp cho vợ. Đã chọn lại cái nhẫn mà vợ mình ngày xưa rất là thích, nhưng mà tại là do điều kiện kinh tế chưa đủ. Mình là cảm nhận được cái sự là hạnh phúc ở trong mắt của vợ mình, và mình cảm giác ngày hôm nay thật là ý nghĩa. Nhưng mà cái khoảng thời gian này quá là ngắn. Cái này nhà nhá, chứ bây giờ là bố phải đi thi rồi. Tay thì với theo, lúc đấy thì tim mình là như là quặn lại luôn. Bà hứa với con là bà sẽ làm hết sức để mang về chiến thắng. Và những cái giọt nước mắt của con sẽ là những cái động lực giúp bà thi đấu hết mình ở trong cái đêm chung kết xếp hạng. PPAP. I have a pen, I have an apple. Apple pen. I have a pen, I have pineapple. Pineapple pen. Apple pen, pineapple pen. Pineapple, apple pen. Pineapple, apple pen. Pineapple, apple pen. Apple pen, apple pen, apple pen, apple pen, apple pen, apple pen. Pineapple, apple pen. Apple pen, apple pen, apple pen, apple pen. Pineapple, apple pen. Pineapple, apple pen. Và một tràng pháo tay nồng nhiệt cho Lộc Vượng và Ngọc Anh thưa quý vị. Nếu yêu thích Pineapple Apple Pen, quý vị hãy soạn tin nhắn mã số với cú pháp là BN khoảng cách mã số 03 và gửi về tổng đài 8369 với 3.000 đồng một tin nhắn thưa quý vị. Xin mời John. Apple Pen, Pineapple Pen đúng không? Yeah. Oh, anh ghét bài này. bài hát. Nhưng mà cái động tác và cái cách biên đạo bài nó làm cho anh thích một chút xíu. Anh thích cái sự hài hước và dễ thương trong cái bài này. Và nó có một số anh ấn tượng về cái phần bưng bê nhá. Nhưng nếu mà anh xem lại nguyên cái bài từ đầu đến cuối, anh chưa yêu lắm cái bài này nhá. Anh muốn tụi em bùng nổ nhiều hơn nữa nhá. Dễ thương thì ok, hài hước thì có, một số động tác bưng bê và động tác phức tạp thì có, nhưng mà đối với anh chưa ấn tượng đúng không ạ? Yeah, chưa đủ. Là một mình anh như vậy không ha? Anh Đàm Vĩnh Hưng thì sao ạ? Anh cảm thấy thế nào? Anh thấy tiết mục rất là giải trí nè, có hấp dẫn như vậy không? Có, nhưng là thiếu một chút đột phá, đặc biệt là những cái động tác mà những cái khi mà cầm hai cái trái cây đó, đưa qua kiểu này nè, nó rất là nhiều người đã từng xài cái động tác đó rồi đó, và đây là cái đêm chung kết, trong khi những bài thi của tụi em trước đó rất là hoành tráng và rất là phức tạp. Anh đang trông đợi cái gì đó nó ngầu hơn một chút, thì nó đang dừng ở mức dễ thương đó và dễ chịu thôi, chứ còn đột phá thì chưa. Dạ dạ. Nghĩa là nó chỉ nó đang hợp thời bài hát nè, hợp với cái sở thích của nhiều bạn trẻ thích bài hát này. Trong này Hà cũng có ghi đây là một cái bài nó mang đến cái sự giải trí, nhưng mà thường một cái bài hát dài 5 phút hay bất kỳ một bài nhảy hay là một cái phần trình diễn nào thì chúng ta cũng phải có mở đầu, thân bài và kết luận, và cái kết luận sẽ là một cái sự bùng nổ để mà mọi người sẽ cảm thấy wow và cổ vũ thật là lớn. Cái gì cũng vậy, cảm xúc nó phải thuận theo tự nhiên, từ từ nó phải cao trào. Thì cái bài nhảy này nó ngay từ đầu cảm thấy nó hấp dẫn, nhưng từ từ thì nó lại bị trôi tuột đi. Đây chính là cái điểm mà làm cho tất cả, có lẽ là cả ba giám khảo ở đây sẽ đều có một cái cảm nhận, là bởi vì cả ba người đều cùng ngồi chờ cái giây phút. Bạn ví dụ như cái điệu nhạc này có thể làm tăng double lên cái beat nhạc để mà mình sẽ làm cái động tác nhanh hơn, hoặc là những cái pha bưng bê nó sẽ đẩy lên cái sự cao trào và khó hơn nữa. Thì bùm kết phát thì tất cả mọi người chắc chắn sẽ đứng dậy để vỗ tay cho bài diễn này. Thì Hà nghĩ giá như mà vừa giải trí nhưng mà mình sẽ đưa thêm những cái độ khó chuyên môn vào nữa. Bởi vì rõ ràng Hà nhìn thấy bạn là một cái người tập rất là nghiêm túc, bởi vì hầu như trong cái từng nhịp nhảy bạn đều nhảy rất là đều, đồng đều cùng với huấn luyện viên của mình. Nghĩa là bạn ấy tập rất là kỹ lưỡng, nhưng mà cái sự tính toán thì lại chưa đủ lắm, nên là hơi tiếc một chút cho bài nhảy này của bạn. Xin cảm ơn ba vị giám khảo. Có thể binh vực cho các bạn thí sinh một tí thì Thành nghĩ là như thế này: mỗi một bạn thí sinh đến với cuộc thi này, nhất là đặt mình vào vị thế của đêm cuối cùng với một cái tâm trạng khác nhau. Hai bạn đầu có thể là sống chết, gọi là hết mình luôn trên sân khấu, có thể là đạt đến đỉnh cao của nghệ thuật. Còn riêng với Đình Lộc thì bạn ấy cảm thấy đối với bạn ấy hiện nay là đã quá đủ, bạn ấy có được một món quà tuyệt vời hơn hết, đó là một cái vóc dáng hoàn toàn mới, nên bạn ấy đến với cái đêm cuối cùng này với một cái tâm thế là thoải mái nhất có thể, vui chơi nhất có thể để enjoy nó. Tôi nghĩ vậy. Thì đó là chiến lược của mỗi bạn thí sinh thôi, và hy vọng là quý vị cũng sẽ đón nhận nó theo nhiều cách khác nhau. Thành tin chắc chắn cũng sẽ có những quý vị khán giả yêu thích và ủng hộ cho cặp đôi này với cái bài nhảy vừa rồi. Và chúng ta nếu như yêu thích hãy soạn tin nhắn BN khoảng cách 03 và gửi về tổng đài 8369 với 3.000 đồng một tin nhắn để bình chọn ngay cho Lộc Vượng thưa quý vị. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với điểm số từ ban giám khảo. Xin mời John. Thực sự mọi thứ tụi em làm trong cái bài này thì tụi em làm tốt. Chỉ là anh không yêu lắm cái bài này, nhưng mà mọi thứ tụi em làm được nhá. 9 điểm. 9 điểm. Không gặp Hà. Hà cũng sẽ cho 9. 9 điểm. Và anh Đàm Vĩnh Hưng. 9 điểm. Cũng là 9 điểm. Và tôi cộng lại và chia cho 3. Vâng, vẫn ra 9 điểm. Và bây giờ chúng ta hãy xem là quá trình giảm cân có giúp cho bạn gia tăng điểm số này lên hay không nhé. Hãy xem quá trình giảm cân của Lộc Vượng. Món gì càng dầu mỡ càng béo thì mình càng thích. Chân giò này, thịt bò này mình cực kỳ là thèm luôn. Mình muốn là giảm bằng cái số cân ngày xưa của mình là 70 kg, và mình sẽ trở thành hot boy nha. cái điểm yếu của mình đó chính là thể lực. Chỉ cần là 15 phút và tập với cường độ rất cao, cảm giác là mình thở còn không thể nào thở nổi luôn. Chạy 3 km dọc bờ biển, toàn bộ cái khớp gối mình đau kinh khủng luôn. Trời rất là nắng nóng, da của mình cực kỳ là rát. Đôi tay mình chả còn tí mức lực nào nữa, như là kiểu bị căng cứng lại hết. Toàn bộ những cái cơ bụng của mình là như kiểu bị rách ra ấy, rất là đau đớn. Sau cả một cái khoảng thời gian, cả một cái quá trình giảm cân như vậy, mình được một cái diện mạo mới, một cái sức khỏe rất là tốt và dẻo dai. Mình nghĩ đây là một cái trải nghiệm là quá là quý báu đối với cuộc đời của tất cả chúng ta. Không quý vị, đúng là một con người mới. Và bạn ấy đến với cuộc thi, lúc ấy bạn ấy 95 kg. Sau 11 tuần, bạn ấy còn 65,5 kg. Bạn ấy đã giảm được tổng cộng là 29,5 kg, tương đương với 31% cơ thể. Và điểm trung bình của bạn với việc giảm cân là 3,1, nâng điểm của bạn lên 12,1. Xin chúc mừng Lộc Vượng. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là hiện nay số điểm cao nhất tạm dẫn đầu là bạn Tô Tố với 13,2. Và chúng tôi hy vọng là quý vị và các bạn sẽ tiếp tục theo dõi chương trình cho đến phút cuối cùng, bởi vì các bạn ấy còn một lượt biểu diễn thứ hai, một MV tuyệt vời và hoành tráng sẽ được gửi đến quý vị và các bạn. Và dĩ nhiên chúng ta sẽ có những điểm cộng thêm từ phía ban giám khảo cũng như là điểm số bình chọn từ quý vị khán giả. Hãy chờ đến phút cuối cùng để biết quán quân của bước nhảy ngàn cân năm nay là ai. Và bây giờ chúng ta sẽ nghỉ giải lao trong vài phút. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay, đừng chuyển kênh quý vị nhé. Trà Thảo Mộc Dr. Thanh, thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài, hân hạnh đồng hành.